toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Honda CR-V sản xuất 2009 bản 2.0 5 chỗ ngồi, dòng SUV gầm cao, mang biển số là 90A06308. Chiếc xe này sản xuất 2009, đăng ký 2010, số tự động. Và hiện tại xe đang được chào bán với giá là 515 triệu bao rút hồ sơ. Tổng thể xe còn rất là đẹp từ trong ra ngoài, xe chạy chuẩn 10 vạn, màu đen. Anh chị em xem xe liên hệ trực tiếp tại trung tâm mua bán trao đổi ký gửi Family Car Hải Dương, số 100.5 đường Trường Chinh. Đây là cơ sở mới của nhà Hiền Kim vừa mới thành lập. Anh mọi người em sẽ quay chi tiết vòng quanh xe, nội thất sơn vỏ để các anh các chị các bạn có thể xem qua được chiếc xe này. Xe được trang bị đèn gầm này, hệ thống đèn pha, đèn bi đầy đủ. Form dáng rất là khỏe, xe 2.0 chạy rất là tiết kiệm, chắc nịch. Sẽ được trang bị thêm màn hình và camera đầy đủ bản 2.0 5 chỗ ngồi. Nội thất da còn nguyên bản nhé. Nội thất rất là đẹp luôn ạ. Anh mặc chiếc nào chưa anh? Máy móc còn zin nhá, xe rất là đẹp. Nói chung là với chiếc xe này thì vấn đề tai nạn gặp nước nên cũng Kim có thể bao lỗi 100% cho mọi người. Honda CR-V sản xuất 2009 số tự động, tên tư nhân sử dụng, chạy chuẩn 10 vạn, giá là 510.